Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ngày 27 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tội nhận hối lộ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu, Hậu Pháo để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam, sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị địa phương liên quan. Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Liên quan đến dự án ở Quảng Ngãi, năm 2012, Tập đoàn Phúc Sơn là nhà thầu thi công dự án bờ Nam sông Trà Khúc, nay là đường Trường Sa, dài gần 9 km. Dự án có tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng, nối cầu Trà Khúc 2 đến đường ven biển Dung Quất, Sa Huỳnh. Dự án do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Hậu Pháo để giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu dự án này. Thời điểm này, ông Lê Viết Chữ là Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi và là Phó Chủ tịch tỉnh này. Cũng liên quan dự án trên, trước đó, 5 cán bộ khác của tỉnh Quảng Ngãi cũng đã bị khởi tố, bắt giam về các tội, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này có ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch tỉnh, cùng 3 người là cựu Phó Giám đốc và trưởng phòng cấp sở của địa phương. Ông Lê Viết Chữ sinh năm 1963, quê ở xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, là kỹ sư hàng hải, cao cấp lý luận chính trị. Từ năm 1997 đến năm 2013, ông Lê Viết Chữ là Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 9 năm 2010, ông Chữ được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 3 năm 2013, ông Chữ là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 3 năm 2013, ông Chữ là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 8 năm 2013. Giai đoạn 2014-2015, ông Chữ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 9 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016, ông Chữ là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 6 năm 2020, ông là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Tại kỳ họp 44 diễn ra ngày 27 và 28 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung, trong đó có việc xem xét giải quyết tố cáo đối với ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ủy ban Kiểm tra Trung ương khi đó xác định ông Lê Viết Chữ đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương đến mức phải xem xét kỷ luật. Ngày 16 tháng 6 năm 2020, Bộ Chính trị đã họp xem xét vi phạm khuyết điểm và quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. Sau đó, ông Chữ đã có đơn gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020. Đến ngày 8 tháng 7 năm 2020, Ban Chấp hành Trung ương thông báo đã có quyết định cho thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lê Viết Chữ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị khởi tố điều tra về tội nhận hối lộ. Sáng 28 tháng 3, Bộ Công an phát thông tin về kết quả mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị địa phương liên quan. Qua đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với hai bị can Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng về tội nhận hối lộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường.
Với diễn tiến này, đây đã là lãnh đạo cao cấp thứ 3 của tỉnh Vĩnh Phúc bị khởi tố vì liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn. Trước đó là Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Ông Phạm Hoàng Anh, 49 tuổi, nguyên quán huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ông từng đảm nhiệm qua nhiều chức vụ quan trọng của tỉnh Vĩnh Phúc như tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc. Vào tháng 9 năm 2017, ông được tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ định làm Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025, ông Hoàng Anh được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Một ngày trước đó, nhiều công an, xe biển xanh xuất hiện tại khu vực gần nhà riêng ông Phạm Hoàng Anh ở phố Quang Trung, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Sự xuất hiện của lực lượng chức năng tại khu vực gần nhà Phó Bí thư Tỉnh Vĩnh Phúc thu hút nhiều sự chú ý của người dân trong khu vực. Giao thông bị ảnh hưởng, người dân cũng được yêu cầu không quay phim, chụp ảnh trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Trong khi đó, những ngày trước, việc lưu thông qua con phố này diễn ra bình thường và không có sự xuất hiện của lực lượng chức năng. Quốc hội đã bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Sáng ngày 21 tháng 3, Quốc hội họp kỳ bất thường lần thứ 6 để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Theo đó, Quốc hội đã thực hiện quy trình bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Tại phiên họp, trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Theo tờ trình, bà Hoàng Thị Thúy Lan đã vi phạm các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội. Theo Điều 40 của luật này, đại biểu Quốc hội khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm. Trong trường hợp Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, việc này phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Sau khi nghe tờ trình, thảo luận tại đoàn, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Trước đó, chiều 20 tháng 3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Tin phát từ Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Trung ương đánh giá bà Hoàng Thị Thúy Lan đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Bà Lan cũng vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, có hành vi tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, 58 tuổi, quê Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, trình độ cao đẳng sư phạm, cử nhân luật, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và 13, đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15. Bà Lan từng giữ nhiều chức vụ tại tỉnh Vĩnh Phúc như Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, trưởng ban dân vận, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Phó Bí thư tỉnh ủy. Từ tháng 2 năm 2015 đến trước ngày 18 tháng 3, bà Lan giữ cương vị Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Ngày 8 tháng 3, bà Hoàng Thị Thúy Lan bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố về tội nhận hối lộ. Việc bắt bà Lan nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại 3 tỉnh, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan, ngày 7 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Xảy ra tại 3 tỉnh trên và các đơn vị có liên quan. Ngày 7 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1000 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, đại biểu Quốc hội khóa 15 theo quy định của pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!